tính ra là tới 24 ngựa rưỡi rồi. Con hai hai máy này 24 ngựa rưỡi nha anh em, có chạy tàu là 3 tấn 5.000 vòng trên phút luôn nè, tốc độ khủng luôn. Nếu mà anh em nào thích mua về độ máy bay độ thêm cái nước cho nó. Bơm cơ có bơm luôn anh em, cánh quạt hoạt động bình thường. Hai mươi bốn ngựa, đây số kỹ thuật 5.000 vòng trên phút, nhích nhẹ mà nhích nhẹ đề là lấy tiền. Đề nhẹ nha. B đóng kính là khỏi cần ngồi luôn, bẻ cò này là rộng nước dính hút lên, đúng rồi, con này khỏi cần ngồi, này là bơm nước cực cao luôn nè, dạ, không giống luôn hút giống như là đó con, cái này là nếu B nó không có giữ nước thì cái này nó hút nước lên luôn nè con. Con này nếu mà để dành cứu hỏa là cái sức nén của nó là 10 mét khối trên phút, tốc độ rất là khủng, sức nén của nó là 8 sức nén của nó là 5,5 kg trên cm vuông, sức nén rất khủng. Hai máy vừa đè vừa giật luôn. Đây, hồi nãy thử đè giờ thử giật cái. À, thử giật ha. Nhẹ quá. Giật rất là nhẹ anh em ơi, giật cái này. Cái gì nè mày, hút chân không, hút chân không, nghĩa là khi nào nước này lớp B nó giữ được hết nước á, đã là nó tự động hút lên, nước là nó hút hết oxy trong luôn. Đây cho nước nó dưới lên là khỏi cần mồi, giống như cái này chữa cháy rồi, chữa cháy là chờ mồi chết luôn. Còn nếu mà chạy tàu này đổ lại, con này tốc độ khủng nó hay đổ lại cái này làm ống nước bơm luôn, con này làm bơm nước luôn. Hai máy ghê thiệt, 24 ngựa 5.000 vòng trên phút, 24 ngựa rưỡi có bơm luôn nè, anh em nào muốn xài bơm bơm cũng gỡ ra xài chạy ghe vô lãi thì như bay luôn rồi, gỡ ra dễ đó, nó có cái tập này gỡ ra dễ lắm. Đây gỡ cốt này ra là xài chui tôm được luôn nè, cút gờ dễ nè, bên này bơm luôn. Còn nếu mà thích nhẹ gọn á thì tháo luôn cái khớp này ra luôn. Tháo khớp gờ mà, khớp gờ dành chạy ghe, tháo hết này ra luôn để chạy ghe. Hai máy 24 ngựa rưỡi có đề có giật luôn, muốn đề đề giật 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 nhẹ quá anh em ơi, quá trời nhẹ giật luôn. Có đồng hồ luôn nè, giật nhẹ te trời, quá nhẹ luôn, đúng không? Hơi hẩm đầy đủ. Anh em nào có nhu cầu thì alo. Hai bốn ngựa rưỡi. Điểm cái gì anh Thành? Máy nào vậy? À, chưa điểm coi nha. Có nhập mít su chơi cút xéo rồi, hỏi cút xéo không rồi. Nay cả chục người hỏi á, mít su có 181 á. Rồi có dẫn rồi, toàn hỏi cút xéo mà. Chắc năng giá quá. Chín. Rồi. Mưa tới. Mưa tới. Nó bậy lên lại cho ta. Không có đó đợi để ngoài trời không à. Cái này. Này hả? Này không sao luôn. Cái bên điện đi nè. Bên điện. Vậy rất là nhẹ. Mỗi cái luôn anh em ơi. Anh em nào mua đây mình thay nút bấm đây cho. À, thay nút bấm đề luôn nè, giật nè. Để quá nhẹ anh em ơi, cái nữa nha, quá đã rồi, cao luôn anh em, bơm nước có thể bơm nước xa lắm à, để ra bơm này bơm cao áp nè, cứu quả đó, cứu quả. Đây này chắc cỡ 3 lậu là bình thường á, bơm ghê lắm, bữa nào có cái mương bự thay test thử.
Ống này ống 60. Ống 60, đường ra 60 luôn nè. Đường vô là 80. Đẹp quá, máy này chưa xài nhiều chứ, đúng rồi, có quả đâu có xài đâu. Nó đẩy khi rồi. Nào mà xài. Chị đợi cháy đưa thương cứu. Có quả là ít có trà xài đó anh em. Hầu như con này là có quả với phát điện còn xài nhiều chứ có quả ít khi nào xài. Phát điện nó xài nhiều hơn chứ quả là biết khi nào nó xài. Cháy hoài chứ. Alo. Cá thành phố. Nghe nè. Mấy cái quả ít xài đúng rồi. Nó đợi đi, nó bán được mà không gọi hỏi nhiều. Mưa tới rồi, năm tháng rồi rồi. Rồi. Đang ăn cái bóng đèn chạy chơi thôi. Ủa nè rồi kẹp điện cho nó chi năm để hả? Để. Nem vô mưa tới nè, thùng điện nè. Cái bình á. Em đổ luôn cái thùng cho nó gọn. Rồi, lắp. Gắn vô đi. Má làm đồ đang mà mồi. Quá đã anh em ơi. Cái này là dành cho bơm nước vườn bút ruộng là cũng ok luôn, hai máy. Còn anh em nào chơi tốc độ thì chốc độ máy bay á thì gắn xuồng chạy. Cái này vô lãi chừng 7.2 là nó bay trên mặt nước luôn à. Còn hơn tàu cánh ngầm nữa đó anh em. Hai máy, hai bogie luôn nè. Này mua về Cà Mau đua vỏ là hay luôn. Anh em nào hổm Cà Mau có dặn nè. Quá êm. Anh đang trên đường về mà. Nấu giờ luôn rồi chưa. Cái này đua dữ lắm mà, 24 nữa mà. Cái đời là lợi hại có cái là nó hút chân không nè. Lỡ những cái tuột áp này hút nước lên khỏi mồi nè. Này có vườn tưới cũng ngon. Mẹ bơm đẩy tưới cà phê, cà su luôn. Có đề luôn. Rồi. Này lên đầu là bơm pha. Ống vô là 80, ống ra là 60 nha anh em. Đây là chạy thôi. Không đề giật nhẹ. Đây là nút hai đầu gan bằng thao không á. Sống xét mà. Gan bằng thao sống xét không. Con này hình như chưa chạy lên nhiều anh em ơi, tại chưa cháy nó không có chạy nhiều đâu. Dạ. Ủa, nhiều khi nó mua về để cho có nó xuống màu luôn chứ. Dây giật còn trời nguyên luôn nè. Mình chăn con còn chắc luôn rồi chăn con nè. Không có mình chăn con đâu. Đó đồng dưới đó. Đây dùng mình chăn con đó nè. Còn 7 màu luôn nè anh em. Anh em trong nghề có 7 màu là biết rồi đó. Nó ốc đẹp á. Con này cái gì của nó này quên. Thân viên luôn nha. Con này nếu anh em nào mà hình như nó có hệ thống kích điện đó nè. Là cháy là tự bật cháy nè, nó áp lực nước nó tuột là tự động máy nó bật lên mà con. Khi nào mở cái quan cháy là nước tự động nó giảm xuống là nó mở tự động nó đề khởi động luôn nè. Đây nè. Dành cho hệ thống khởi động tự động á. Còn mình về mình khỏi ăn xài. Như chạy tàu chạy ghe hay bơm nước vườn thì khỏi. Tại vì khi cháy tự động là mình mở quan bất cứ chỗ nào là máy này tự động chạy. Gắn bình sẵn đây nè. Là bất gắn cứ bình sẵn cái rằng mà nó kết nó cái đường này là nó nối với cái hệ thống chữa cháy báo cháy của công ty á. Khi nào hệ thống báo cháy lại thì nó chập mạch lại là nó tự động chạy. Đề á, tự động chạy đó anh em. Tự động chạy. Chứ mình tới mình chờ cháy là chờ tới mở đề đó lâu lắm. Bất cứ đứng ở chỗ nào quanh có quanh nước là tự động mở quanh tự động này chạy nè. Nó có cái hệ thống mà. Hệ thống hay lắm. Có cái hệ thống. Hệ thống hay lắm, còn mình về bỏ hết đi xài bơm nước với xài ghe là ngon rồi. Máy xài ghe là bất chí luôn. 24 nữa. Cực khủng quá, máy còn đẹp lắm nè. Nhìn cái bình xăng con thôi là thấy phê à. Mấy màu bình xăng con luôn. Bước ra. Tay còn ha. Đầu 14 đâu rồi. 11. Đây, 14 lỗ nhỏ. 15. Đây. Đây. Đây, mày nhai. Con ngoài đây lâu không xài nãy coi xét chưa? Con nào? Cái đầu 14 hả? Tất cả. Xiết cái chỉnh anh chỉnh số 2 được rồi. Đó vậy là được rồi. Đấy, mình mở ra xúc rửa chẳng anh em nó để lâu quá nó không chạy hết cặn rồi xúc cái đầu bơm của nó sạch toan rồi đó chạy thu luôn. Đặc biệt cái này là khỏi cần mỏi thôi.
cái ống này vô cứ mở máy là tự động bơm lên nè, không cần mồi, không cần lúp bê luôn cũng được luôn, càng cái lượt đừng cho bụi gác thôi. Rồi xong gắn cái đồ mồi vô luôn. Đây đó, hệ thống mồi chân không nè, tự hút luôn. Quá đã.